gì với âm ly để hỗ trợ cái giải âm cho dàn karaoke gia đình nó có một chất âm mới hay hơn và sạch hơn. Thế nên là bên em đang đấu ghép cái âm ly Jaguar PA506N làm cái lọc xì TBX và một đô la BHB 2000, một cái súp điện Bose AM1200. Vâng, nhiều bác cũng có điện về cho bên Zika Audio âm thanh số và có để lại những comment trên kênh YouTube và là hướng dẫn cách đấu ghép làm sao cho hay nhất và đấu ghép làm sao dễ nhất, tốt nhất, thì bên em sẽ hướng dẫn cho các bác nhé. Đây là phía trước của những cái sản phẩm mà các bác cần đấu ghép đấy. Thì bên em đã đấu ghép sẵn rồi, thì bây giờ em sẽ quay ra phía sau để em hướng dẫn các bác đấu ghép nhé. BMB CSD 2000C dòng hàng Bangladesh sản xuất tại nhà máy Trung Quốc, công suất rất là lớn 1200W và cái chở kháng của nó là 8 ohm, cái công nghệ Nhật Bản. Thì kế đến là cái lọc xì DBX đây ạ, dòng lọc xì DBX nha các bác nhá, là cái âm ly phía sau đây ạ. Thì đây này, em đang lấy tín hiệu từ máy tính nhé, đây này em lấy tín hiệu từ máy tính đấy. Cái dây tín hiệu nó đi đâu? Vâng, đây dây tín hiệu nó đến đây ạ, đây đấy, đây là dây tín hiệu đầu vào bằng hai cái rắc hoa sen đấy, đây là tín hiệu đầu vào này, hơi vướng em chỉnh lại một tí ạ. Vâng, thì đây là tín hiệu đầu vào của cái lọc xì, em đấu từ lọc xì nhá. Input này có hai kênh, đây một kênh input này và một kênh input này, đây là tín hiệu đầu vào bằng rắc đực Canon ra hoa sen. Vâng, em đấu tín hiệu vào nhá, đây là dây tín hiệu vào đi ạ. Đây, các bác cứ lấy từ nguồn TV hay là máy tính hay là điện thoại ra đều được, thì các bác chia cho em hai đường tín hiệu đầu vào, sau đó có hai tín hiệu đầu ra là output đây ạ, bằng rắc Canon cái ra hoa sen đấy. Đây là hai cái đầu ra này. Vâng, đây là hai cái dây tín hiệu đầu ra này bằng rắc hoa sen hay là AV đấy ạ. Đây, đường đi của nó nhá. Đây, đưa xuống âm ly này. Sẽ đưa xuống âm ly này. Đấy. Thì đưa xuống âm ly 506 này thì có các cổng này. AB này. Cổng AB nha bác nhá. Em hơi vướng. Đây hai cái cổng AB là tín hiệu vào này. Đây này. Đấy, thì các bác cắm vào cổng nào cũng được nhá, thì nó sẽ nhận tín hiệu. Đấy, còn đây là bên này nai in này, đấy, rec này, mic này, đấy, rất nhiều cái cổng hoa sen phía sau. Đấy, thì đây tín hiệu đổ vào, đấy em đưa từ đằng sau lọc xì xuống nhá. Đấy, em quay gần này, quay xa ra. Đây, đấy, thì các bác cứ định hình được cái dây này là tín hiệu đã đi xuống âm ly. Và sau đó là đi sang hai cầu loa, hai cái loa hai bên. Thì cái âm ly 506 này nó có bốn cầu đỏ đen. Đây thì các bác chập vào cầu loa cũng được, hai bên. Bên trái thì các bác đưa sang loa bên trái, bên phải thì các bác đưa sang loa bên phải. Đấy ạ, thì là một cái tín hiệu âm nhạc nó đi theo một cái vòng tròn và cuối cùng là đến loa. Đấy, và chúng ta nghe được. Nói chung là cách kết nối rất là dễ. Nhìn thì nó hơi nhiều dây đằng phía sau, nhưng chúng ta không ngại nhé, chúng ta cứ đấu rồi chúng ta sẽ thành tất cả những chuyên gia về cách kết nối, cách đấu ghép những sản phẩm âm thanh gia đình hoặc là có những cái thiết bị hỗ trợ khác như trầm này, như lọc này, như lưng tiếng này, hay là có những cái mixer nhỏ, mixer mini, các bác có thể đấu ghép vào để hỗ trợ giải âm gia đình nhà mình tốt hơn. Vâng, thì các bác cứ hình dung ra được là các bác sẽ đấu ghép được. Và
sau đây em lại quay ra phía trước để giới thiệu các bác nhé. Vâng, thì em sẽ lại đi cái dây từ loa ra đã. Đây loa này các bác này, đây dây loa nhá. Đấy, loa đi ra sau loa này. Đấy cũng bằng cái cầu đỏ đen này. Các bác nhớ là đấu âm với âm, dương với dương nhá. Xong là các bác đấu lẫn lộn âm dương là nghe tiếng loa nó sẽ bị ngược đấy ạ, đánh rất khó chịu. Thì các bác lưu ý cho em. Em còn kết nối thêm trầm nữa cơ. Trầm điện thì cũng rất là dễ đấu. Đây thì trầm điện em đấu chập vào cái kênh của loa. Vì là trầm điện nó không lấy công suất, nó chỉ lấy tín hiệu thôi, thì em đấu chập vào một kênh loa bên phải trái hoặc bên phải. Sau đó em đưa tăng cầu đỏ đen của trầm điện thì là cái trầm này cũng hoạt động. Đấy, rất là đơn giản đấy ạ. Đây chúng ta là kết nối. Vâng, thì đây này em đứng xa ra để em quay tổng thể phía sau một bộ dàn karaoke gia đình. Vâng, chúng ta lại quay trở ra phía trước là sau khi chúng ta đã đấu ghép rất là hoàn thiện, hoàn chỉnh một cái bộ dàn karaoke nhà gia đình. Thì đây là phía trước một bộ dàn đã hoạt động được mà sau khi chúng ta đã kết nối rất là chuẩn và cẩn thận. Thế rồi sau khi bên em hướng dẫn rất là chi tiết thì các bác cũng có thể tự đấu ghép được. Khi các bác mua sản phẩm bên JK Audio Minh Số, tất cả những sản phẩm mà các bác không biết đấu ghép thì các bác cứ xem qua là các bác sẽ biết đấu ghép được hết ạ. Cùng ngồi trải nghiệm thôi. Những cái lọc xì này thì bên em cũng có những cái video hướng dẫn rất là chi tiết cách chỉnh. Thì các bác cứ chỉnh làm sao hình chim én nhé, hình cánh chim én thì cho cái chất âm rất là sạch và cho các giải âm rất là sáng. Đấy, bên em cũng chỉnh hình cánh chim én nữa. Ví dụ là cái lọc xì DBX nhá, DBX 231 này, thì các bác cái giải tần 20Hz này, các bác hạ xuống này. Bắt đầu các bác từ 25Hz này trở lên cho đến 125Hz, 160Hz đi. Các bác lưng dần, các bác hạ dần. Đấy. Các bác từ khoảng tầm 200Hz này đến 2kHz thì các bác giải chung cho các bác để cân bằng nhá. Đấy, các bác để cân bằng. Đấy, đến 2kHz. Sau từ 2kHz trở lên, đây là giải lời ca sĩ thì các bác để nguyên thôi. Từ 2kHz trở lên thì các bác bắt đầu lưng dần này. Lưng dần đến khoảng 8kHz các bác lưng cao nhất, xong bắt đầu từ 8kHz trở lên đến 20kHz thì các bác bắt đầu lại hạ dần. Đấy, tất cả hình cái cánh chim én cả hai kênh các bác chỉnh đều như vậy thì nghe rất là cân bằng, cân đối và chất âm rất là hay. Dưới là cái âm đi Jaguar PA 506N. Đây cũng là hàng nhập của bên em đấy ạ. Hàng mới, toàn bộ là hàng mới bảo hành 1 năm hết. Thì 506 này thì cũng bên em cũng có rất nhiều video và clip giới thiệu chi tiết cách chỉnh các khoảng của nhạc, khoảng của mic là như thế nào. Vâng, đây là khoảng nhạc này, đây nhạc tổng đấy, cũng gồm bass, trung, chest này và volume to nhỏ này, cả hai kênh, cả hai loa này. Đấy, đây là quảng cáo rồi. Còn bên này cũng là cái giải chỉnh âm nhạc này. Đấy, giải chỉnh âm nhạc. Đây là chỉnh cho từng giải. Đấy, những bên này là chỉnh cho tổng giải cả mic. Đây là chỉnh cho cả mic nhé. Bên này là chỉnh cho cả mic này. Đấy, cả mic, lưng hết tất cả các giải lên.
Đấy, còn bên này chỉnh chỉ riêng đường nhạc thôi. Đấy, các bác chỉnh sao, nói chung là tất cả những cái giải nhạc mà bây giờ người ta đã hỗ trợ chất âm rất là cao thì các bác cứ để tầm 12 giờ là nghe hay nhất. Còn các bác bắt đầu là cảm thấy là cái bài hát đó nó thiếu bát, thiếu chét thì các bác nâng lên. Đấy, nâng lên một tí thì thứ nhất là tiếng bát thì nó sẽ dày hơn và tiếng chét thì nó sáng hơn. Đấy, nói chung là cái gì cái tai mỗi người nghe một kiểu, một dạng. Vì thế là các bác chỉnh làm sao là hay nhất cho với cái tai mình nghe. Đôi khi có những giải bài hát nó rất là nhiều chét thì các bác phải giảm đi. Đấy, để hỗ trợ để giảm giải chép. Còn là giải bát có những cái bài hát bát rất sâu thì các bác nghe nhiều bát và các bác không thích thì các bác lại giảm bát về cho là lao này. Đấy, giải bát này. Đấy, còn đây là trên này là echo của mic này, echo của mic, tất cả những cái này cũng rất là hay. Còn đây cũng trên này là chỉnh từng mic một này. Đấy, cũng gồm volume to nhỏ này, pan này, echo này, bát này, chung chét này. Đấy, rất là chi tiết. Vâng, thì bây giờ này, bên em đã hướng dẫn đầu ghép và cách chỉnh. Thì bây giờ chúng ta thưởng thức nhạc. Vâng, sau cùng thì Dinh Ca Audio âm thanh số thì chúc các bác mọi miền tổ quốc luôn luôn sức khỏe nhé, luôn luôn gặp nhiều may mắn, và chúc tất cả các bác có những điều tốt đẹp nhất đến với gia đình mình. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, về cái lọc xì DBX231 này thì các bác lên tắt chế độ bypass đi nhá. Bypass là nó không cho đi qua lọc đâu ạ, là nó chạy cái nhạc trực tiếp, nghe tiếng rất là khô và bí thì các bác thì mà tắt nó đi nhé. Đây là cái chức năng, cái bài bát này là gì, là chức năng để chúng ta so sánh là khi có đi qua lọc và không đi qua lọc thì các bác tắt đi nhé. Đấy, chất âm lên rất là sáng. Đấy, rất là sáng. Còn đây là biên độ này, biên độ cộng trừ 12 này, đây là cộng thêm cái giải âm rất là rộng, cho biên độ từ cộng trừ 12 thì các bác phải bật lên nhé. Đấy, bật lên thì nó cho chất âm rất là hay. Em tắt đi nhá. Đấy, giải âm nó rất là ngắn thôi, nghe nó cứ đứt quãng ấy. Nghe nó cộc nhạc lắm, nghe rất là khó chịu thì các bác phải cộng nó lên. Đây, đấy, nghe nó rất là rộng.